bây giờ hỏi này này, có thể có gì không hài lòng nhau không? Đó. Dạ, ảnh thích thả bom. Thả bom. Ảnh ngồi trong phòng máy lạnh á, ở cung giống như sáng sớm. Dạ, vợ yêu buổi sáng, chung vợ yêu ngày mới tốt lành, sao ảnh cái tuổi. Trong xe hơi cũng vậy. Em ơi, anh chuẩn bị. Nó có dậy mùi không em? Cái điều kinh khủng nhất ấy là có bao giờ chùm chăn lại không? Dạ có luôn. Có luôn. Ôi. Ôi. Lâu lâu anh mới về, một tuần anh mới về và anh phải làm một cái điều gì đó cho em đáng nhớ. Này cưng, chùm chăn lại, thả. Em không có gì kinh khủng bằng luôn. Chưa kể là anh mở cửa phòng ra. Em ơi. Đóng cửa phòng lại. Những lần như vậy mình thấy phản ứng của vợ mình vui lắm đúng không Quân? Dạ vui với anh. Ờ. Nhưng mà vợ em cũng đâu có kém đâu. Vợ cũng không kém. Rồi chúc em khai. Một hồi tới em đi nghe. Rồi tiếp tục. Đi nói gì nữa? Mỗi lần cọc là như thế nào? Em. Hả? Là vậy thôi hết rồi. Ủa vậy thôi. Em à? Không nữa là đập đồ này kia. Em nói rồi mà không nghe vậy đó. Ồ. Nhưng mà mỗi lần như vậy thì em sợ không? Dạ không, tại kiểu như ảnh kìm được cái bản thân của ảnh á. Em. Vậy thôi. Thôi vậy thôi. Không thôi. Trời ơi, còn cái gì ghê gớm hơn nữa không? Gì đâu thế nào gọi là... À, đập đồ đúng không? Đập đồ. Là có đập đồ đúng đập không? Đập hồng không? Đập mạnh đó, kiểu như là cầm cái chổi đập mạnh đúng xuống rồi. Cái là, nhưng mà không phải là đập vỡ đồ đúng không? Dạ đúng. Có khi nào ảnh về nhà ảnh mang những cái phong thái của người lính về nhà hay không? Dạ có, giống như là sáng 5 giờ sáng. Em ơi, dậy nhảy tập thể dục với anh. Mà em có thích không? Dạ không. Cái đó là tật xấu đó em. Mỗi lần em không thích thì sao? Không, em ngủ nữa. Dậy. Không, rồi em quấn khăn em trùm lại em ngủ. Là ba tật xấu rồi đó em. Ờ. Đó. Thôi bây giờ đến lượt Quân đi. Quân. Bóc phốt, chúc đi. Vợ em thì cũng đâu có kém em đâu. À. Thì trong xe hơi cũng vậy thôi. Em mà có thả bom á thì em còn nói cho vợ. Vợ đây im không à. Là nó im luôn mà không nói năng gì hết. Rồi em đâu có chạy được nữa đâu. Rồi gì nữa? Còn tật xấu gì nữa? Dạ, tật xấu thì cũng không có nhiều nhưng mà cũng hay gọi là mít ướt lắm ạ. Hay khóc lắm, dễ khóc lắm. Dễ khóc. Nói cái gì mà mình ý của mình á là mình không có cái ý nó tới như vậy mà kiểu như lại cứ nghĩ sâu xa đó. Thành ra lại tự buồn tự khóc. Hay suy diễn đúng không? Dạ, hay suy diễn lắm. Mỗi lần thấy vợ khóc vậy thì em như thế nào? Thấy khóc rồi bắt đầu lại phải xin lỗi. Nịnh. Chứ sao không vậy? Biết trời trăng gì cũng xin lỗi luôn nghe hả? Dạ không biết gì cũng xin lỗi. Phải biết nhận lỗi. Không vợ sai mà vẫn nhận lỗi. Đây là một người đàn ông tuyệt vời. Thấy thương không? Không sai cũng phải nhận lỗi. Quá thương luôn. Thế em có muốn vợ thay đổi điều gì không? Bớt mít ướt lại tí. Suy diễn nhiều quá. Cho nên là khiến nhiều người em áp em, lực đau đầu nhưng lắm. Mà em phải thương bạn ấy vì bạn ấy phải xa mẹ, dạ, xa bố, xa gia đình để về làm dâu nhà em. Người phụ nữ sẽ tâm lý luôn luôn là như thế. Khi mà mình phải xa gia đình để mình về một gia đình mới ấy, thì mình sẽ bị nhớ bố, nhớ mẹ đúng không em? Nhớ nhà mình hay khóc đúng không? Mỗi lần mà thấy vợ khóc ra ôm lại ôm vợ thật là chặt. Và chỉ đơn giản thế thôi, chứ ra phụ nữ đâu cần gì hơn đâu đúng không em? Thế còn Trúc thì Trúc mong muốn Quân có những thay đổi gì không? Hiện tại thì không, tại vì ảnh đã tuyệt vời. Ôi. Đáng yêu thật sự. Thế hai vợ chồng có dự tính là khi nào có em bé không? Tụi em đang tính là chắc khoảng năm sau thì mới bắt đầu gọi là sản xuất. Thì năm sau nữa thì mới có được. Rồi. Chúc cho hai vợ chồng sẽ có một thiên thần đúng như là hai vợ chồng mong muốn luôn. Bản sao của hai vợ chồng luôn nha. Rồi, cảm ơn. Em cảm ơn anh chị nha. Giúp em đi, họ và tên tuổi của quán nghề nghiệp nè. Em dùng thú cưng. Anh nói gì em không nghe được. Anh cầm cái điện thoại lên giúp em. Tại vì cái mơ nó đang bị ấy rồi đó. Anh để ngay mặt anh giùm em nè. Rồi anh nói lại họ và tên của anh, quê quán nghề nghiệp nè. Huỳnh Hùng Cường. Rồi Hùng Cường. À, quê quán anh ở đâu? Sinh năm mấy? Quê quán ở Cán Lâm, Hà Tĩnh. Hà Tĩnh hả? Rồi anh đang ở Hà Tĩnh luôn. Ở đó Hà Tĩnh. Rồi thì anh vô trong Sài Gòn tham gia được không? Cô chắc bỏ được khoảng quân thì nó có làm không? Hả? Báo cho em trước một tuần thì em vào được. Báo trước một tuần hả? Rồi ok. Mình làm gì quẩy nha Cường? À, làm bên kinh doanh sơn á. Hả? Kinh doanh bên sơn. À kinh doanh sơn. Tại nhà mình là mở đại lý sơn hả? À, sơn, ở sơn đại lý sơn. Ừ. Rồi, mình có lập gia đình hay là độc thân vậy đây? Độc thân, chưa lập gia đình. Rồi mình có mấy mối tình rồi? À, hai mối tình.
lý do vì sao chia tay hai mối tình đó? À, do hồi trước do một người làm một nơi xa quá, đâu chia tay. Rồi sau đó là độc thân bao lâu rồi? Độc thân hơn 10 năm rồi. Lý do vì sao không ở quầy đó không có ai sao mà phải độc thân 10 năm nay vậy? Không ai làm ai làm mối gì sao? À, còn cũng tìm hiểu không đi đến hôn nhân ấy. Lý do vì sao không mấy cái mối đó không đi đến được? À, thì cùng tìm hiểu nhưng mà không đi đến quyết định đâu. Vì một người một lưới. Rồi bây giờ thì mong mình có tài lẻ gì không Cường, hát hò gì được không? Không biết hát. Không biết hát hả? Mình có tài gì mình kể cho nghe coi nè. À, đi làm việc các việc nhà đồ linh tinh. Rồi ok. Rồi bây giờ mẫu người mình mong muốn mẫu người như thế nào nè? Ủa Cường mình sinh năm mấy Cường? Cường sinh năm 84. Rồi mẫu người của anh sao nè? Mẫu người cũng bình thường thôi. Bình thường là sao? Về ngoại hình cao thấp mập ốm gì nè? Người thì cũng đừng có mập quá mà cũng vừa thôi, đừng gây quá. Cả khoảng hơn đến 1m50, 1m55. Mình cao mét mấy? Hơn 1m6. Rồi cao 1m55 trở lên rồi còn gì nữa không? Ngồi ở sống gần ở ngoài đó hay sao? À, người ngoài nên thôi. Nói chung là các tỉnh lân cận Hà Tĩnh ha. Ở miền Trung là được ha. Dạ. Rồi công việc này kia thì có yêu cầu gì nữa không nè? Công việc không cần. Rồi mình còn yêu cầu gì nữa không Cường? Không còn yêu cầu gì. Rồi cảm ơn Cường ha. Ở đây thì chương trình ghi nhận hết những thông tin của bạn rồi. Nếu như mà bạn được lọt vào vòng 2 của chương trình thì bên chương trình sẽ báo lại. Dạ buổi phỏng vấn đến đây là kết thúc rồi anh có thể